Shop nhà em chuyên bán cây cải mè Hòa Giang các bác nhé. Đây là giống cải mè Hòa Giang. Đây là những cây mà shop nhà em đã trồng và vừa thu hái đấy. Cải mè Hòa Giang đây các bác nhé. Cây nó rất là to, ăn ăn cực kỳ ngon. Ăn cực kỳ ngon. Giống cải mè Hòa Giang. Cái giống này nó có đặc điểm là chịu được cả lạnh, chịu được cả nhiệt. Và có thể trồng được quanh năm ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Sơn Đại đặt hàng 086 515 3185, 24.000 một gói các bác nhé. 24.000 một gói. Một gói là 20 g, 24.000 một gói. Cây rất to đấy các bác nhé. Cái này ấy, nó có hai cách trồng. Một là các bác muốn ăn nhanh á thì các bác gieo xạ, làm luống, mỗi luống khoảng tầm độ 1 mét đến 80 phân đến 1 mét và vãi gieo xạ thì chỉ khoảng tầm 35 ngày là 30 ngày đến 35 ngày là được thu hoạch các bác nhé. Gieo xạ thì đương nhiên cây nó dày cho nên là cây nó sẽ nhỏ. Còn muốn cây to ấy thì các bác ủ hạt, ươm hạt nó nảy mầm và lên thành lá thì các bác cấy từng cây một. Cấy từng cây một thì cây nó rất là to đấy. Cây rất to. Vườn nhà em trồng thử đây các bác nhé. Đó, cải mè Hòa Giang. Giống này rất là to. Cây này nó có thể lên đến khoảng, như đây nó khoảng 50 đến 60 cm các bác nhé. Cao khoảng 50 đến 60 cm. Gieo xạ thì cây nó sẽ thấp hơn. Các bác muốn thu nhiều lần ấy thì các bác tỉa lá. Tỉa lá thì mình có thể thu một cây, mình có thể thu được đến 2 tháng các bác nhé. Khoảng 30 ngày đã bắt đầu có thể thu hoạch được. Và tỉa từng lá thì nó phát triển hết cỡ thì có thể đến 60 ngày. Về ủ và ươm hạt ấy thì cái loại này rất là dễ. Các bác muốn mà nó nảy mầm nhanh ấy thì ngâm qua cái nước ấm 2 sôi 3 lạnh. Pha 2 sôi 3 lạnh ngâm khoảng tầm độ 15 phút. 15 phút sau đó là có thể lấy một cái vải cũ ủ lại. Ủ khoảng từ sáng đến chiều hoặc là ủ qua một đêm. Sau đó gieo. Gieo thì mình, nếu gieo theo luống ấy thì các bác là phủ một ít rơm dạ lên trên hoặc rắc một ít chấu lên trên để cho nó giữ ẩm, dễ nảy mầm. Còn nếu các bác trồng sân thượng, trồng thùng xốp ấy thì mình có thể gieo vào thùng xốp, hoặc là nếu mà muốn làm cẩn thận hơn thì có thể gieo vào cái khay ươm hạt nhé. Khay ươm hạt thì tỷ lệ đạt nó sẽ cao hơn. Khay ươm hạt thường nó có khoảng vài chục cái lỗ và mình cho cái sơ dừa vào từng cái hốc đó và mỗi hốc mình cho khoảng 2-3 hạt. Gieo vào khay ươm hạt nó có đặc điểm là tỷ lệ đạt của nó lên của nó rất là cao. Và khi lên rồi ấy, thì mỗi cái hốc đó thì các bác chỉ việc nhổ, khi nó lên thành vài lá rồi thì nhổ từng cây và đem ra ngoài bầu, chậu hoặc vườn để cấy. Khoảng cách cấy thì mình có thể cấy khoảng tầm 20 cm một cây. Cây rất là to đấy. Và thời gian thu hoạch cái giống này nó khoảng 30 đến 40 ngày nhé, khoảng 30 đến 40 ngày. Còn nếu các bác mà trồng nhiều ấy thì cái lượng hạt giống là khoảng 3 đến 5 kg cho 1.000 mét vuông. 3 đến 5 kg cho 1.000 mét vuông các bác nhé. Cái giống này thì chiều cao trung bình của cây nó khoảng 40 cm. Còn nếu các bác cấy từng cây một thì cây nó rất to, nó có thể lên đến 50 đến 60 cm. Đây, như cây này nó khoảng tầm 55 cm đấy các bác nhé. Cây rất to đấy. Nhiều bác ở miền Nam hỏi có thể trồng được ở miền Nam không, thì cái này em bán cho rất nhiều các bác trồng ở miền Nam rồi các bác nhé. Tức là chịu được cả nhiệt, chịu được cả lạnh. Đó, chịu nhiệt, chịu lạnh.
24.000 một gói. Số điện thoại đặt hàng 086 515 3185.